Và hôm nay mình sang đây để làm việc cũng mời luôn các anh em ở bên các YouTuber ở bên Nghĩa Lộ, các kênh sang để gọi là cho các bạn chứng kiến được những cái giao dịch. Hôm nay là giao dịch là không có chủ ở đây. Hôm qua hôm kia đã làm việc hết, hai anh em làm việc hết rồi, nhưng mà chủ đợi lâu quá là đi thì chốt bằng điện thoại đấy, cái giá cuối cùng ấy. Thì hôm nay có các anh em YouTuber đến đây để gọi là tạo một cái sự khách quan. Mình rất là ngại về cái vấn đề tiền nong rồi là mua bán, tại vì là mình rất cần là anh em là ghi lại hình cho tất cả các bạn cùng nắm bắt. Thế là mình sẽ chốt hai con này. Trong thời gian chờ đợi A Tú xem ô tô thì các anh em tranh thủ đi bắt bọ xít đi. Kiếm thịt. Kiếm thịt. Đi tìm thịt. Bên Tuyên Quang này thì mọi người không có ăn cái con này. Nhưng mà đối với anh em Nghĩa Lộ thì cái này nó đặc sản rồi. Ui nó bay. Ui như mưa. Quay nhiều à. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại video tiếp theo của các bạn. Hôm nay anh em YouTube Nghĩa Lộ đang đi cùng anh A Tú để đi chọn một chiếc xe tải để chở vật liệu miễn phí cho bà con ở trên vùng cao để xây dựng những cái tuyến đường trên bản và làm những cái công trình nhà dân. Đây anh em, hiện tại anh em đang ở bãi xe ở thành phố Tuyên Quang. Người ta giàu thì người ta mua xe bán tải, còn anh em nghèo thì mua xe tải thôi. Hôm nay đi là anh em được cái là anh em đi cùng nhau để chọn xe cùng. Để xem chọn những cái chiếc xe nào tốt nhất là để đi những cái cung đường ở trên mình, là cung đường đi rất là khó các bạn ạ. Nên là phải chọn những cái xe, chiếc xe thật là kỹ càng và tốt nhất để đi được những cái cung đường hiểm trở. Đây anh em đang xem xe đây. Từ nhà mình sang đây bao nhiêu trăm cây nhỉ? Yên Bái sang Tuyên Quang thì nó rơi vào 60 cây. Nghĩa Lộ 80 cây cộng vào 140. Chắc chắn hơn, mà các cái thùng bệ gầm ghiếc là nó dày hơn. Dày hơn. Thaco. Dòng Thaco à? Thaco. Đấy, Thaco. Còn Hoa Mai là cầu nhỏ hơn đúng không? Xe thì mình không biết. Có dòng này với lại xe người thì em biết, còn xe này thì em không biết đâu. Tức là Thaco với Cửu Long là cái cầu nó khỏe hơn đấy gì, to hơn đấy gì. Đúng rồi, độ bền nó bền hơn, nó không xuống cấp nhanh như các loại Thaco ở Hoa Mai ra đều. Con này là mấy tấn? Việt Nam lắp ráp đúng không? Con này là mấy tấn? Con này cũng thế. Trường Hải. Em mấy cái dòng bên bên tải tải này thì không hiểu đâu. Xe người thì biết một tí. Con này là 240 triệu chứ? 240. Vì mình không nhớ được. Đời 26. Con này là 3 tấn phải không? Ừ. Hồi xưa nó là 2 tấn rưỡi, 2 tấn 35 thì bây giờ nó họ nâng tải lên hết rồi. À. Phần thì nâng được 3 lần tải lên, phần thì nâng 4. Có chứ. Xe thùng nâng được, xe tải nâng được. Có nổ không anh? Anh nổ máy ra anh có chìa khóa. Đó. Có chìa khóa. Thì con này cũng có chìa khóa. Yeah. Còn con nào không anh Tiến? Con nào nữa? Con đang mở lắp cái bàn thùng anh nhỉ? Đi xem có tiền. Con đấy là như tải lên rất nhanh. Nếu mà con này 2017 thì nó là xuống cấp nhanh quá. Nhưng mà nhìn là cũng không mò đâu đây này. Bây giờ không có chìa khóa đây để nổ cửa máy thì không thể biết được. Nếu có chìa khóa thì còn cũng không biết được. Mình quan trọng về phần máy móc nhiều hơn. Xe đang chạy trên núi. Ai à? 260 à? Chưa vớt được tí nào. Đầu tiên họ cắt giá là 265 đây. Lúc đầu tiên lâu người giảm giá quá nên là dùng
hứa 10 triệu. Không biết được cái đoạn này. 265. Con này 22 bao nhiêu cơ? Con này bao nhiêu anh? Rồi, rút xuống 200 à 275 rút xuống 265. Kiểm tra hết chưa? Dạ bây giờ họ không ở đây thì mình không dám lấy chứ. Mình có bật máy lại thôi. Đến mà đặt cọc thì ấy thôi. Ờ đúng rồi. À, thế là hôm nay chỉ đi xem thôi không lấy về được không? Hôm nay ngày chắc chủ không động vào được đâu. À. Xem xe thôi. Chỉ cọc ở đây. Hôm nay sao bát à? Hoặc là như nào đấy thôi chứ. Hôm nay anh em chỉ đi xem chọn xe thôi. Trao đổi trên điện thoại vẫn được. Giờ là cái nhìn của người thật à, của thật đồ thật đây đúng không? Đồ chốt thì đồ đồ đây anh kết đây. Đồ đồ đây đúng không? Trao đổi trên điện thoại. Chốt giá. Mình cảm thấy là xe nó lại đây rồi. Ok rồi đó. Để em xuống cho ngắm. Đây này bây giờ nó nổ ra thật nó to. Vâng, lên hạ xuống trật cư. À, bỏ trống rồi, hạ đây. Cái cỏ cao rồi kìa. Con này đăng kiểm như nào anh nhỉ? Hơi đăng kiểm đăng ký là đầu 2017, đăng ký trước 2017. Đăng kiểm hôm qua bắt đầu mới đăng kiểm. Bởi vì là đây này hôm qua làm biển 14C. Sáng nay đăng kiểm được. À, vâng. Vừa đăng kiểm xong rồi đấy. Hết dầu rồi thì có thể thả lốc kê đi đấy. Nhìn bắt bán thì có vẻ kính cáp hết. Nhìn chắc chắn. Con này mà chở cát được hơn 4 nhỉ? Nhưng mà nội thất ở... Tên lệch khoảng 4 khối quay lại đấy. Nội thất ở cabin như nào anh? Vâng, vâng, vâng. Ok. Rồi, 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 chào chú nhé. Đúng rồi, thì cứ đi về đi, nhưng là chú không có chân cầm thì vẫn có thể toàn được. Vâng, vâng, vâng. Vâng, chỉ biết trông thế mà. Vâng, 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 ok chú nhé. Vâng. Đấy các bạn ạ, về cái giá của chiếc xe này nó không hạ được một tí nào nữa. Từ 270 hạ xuống 265. Và nếu mà thực sự muốn mua thì chú chỉ có bớt được có đúng 1 triệu để ra tiền dầu về thôi. 264 triệu là hết cỡ rồi. Thế nên là xem cũng rất là nhiều con rồi. Có mấy con đời mới hơn mà máy điện ở bên kia thì giá nó còn rẻ hơn cái con này chứ. Nhưng mà đi lên vùng cao mà chạy máy đấy thì không thể mà tải nổi vật liệu lên dốc được. Thế nên là mình cũng không có nhiều thời gian. Chắc là cũng phải chốt con này. Con này đời cao nhất với lại nhìn khung bệ gầm riếc này. Tiếng máy là nghe còn hay hơn. Nghe ngon gì, kiểm tra hết tất cả cái gì. Thì mình không biết về xe đâu, nhưng mà anh Tuyến ấy là người mình sẽ tuyển vào team để mà cùng anh em làm, là anh ấy có kinh nghiệm về xe, đã từng mua xe và đã từng chạy xe và cũng làm ở các gọi là lái xe ấy, công ty xi măng cũng khá là lâu. Thế nên là mình rất là tin tưởng. Và hôm nay mình sang đây để làm việc cũng mời luôn các anh em ở bên các YouTuber ở bên Nghĩa Lộ, các kênh sang để gọi là cho các bạn chứng kiến được những cái giao dịch. Hôm nay là giao dịch là không có chủ ở đây. Hôm qua hôm kia đã làm việc hết, hai anh em làm việc hết rồi, nhưng mà chủ đợi lâu quá là đi thì chốt bằng điện thoại đấy. Cái giá cuối cùng ấy thì hôm nay có các anh em YouTuber đến đây để gọi là tạo một cái sự khách quan. Mình rất là ngại về cái vấn đề tiền nong rồi là mua bán, tại vì là mình rất cần là anh em là ghi lại hình
cho tất cả các bạn cùng nắm bắt. Thế là mình sẽ chốt hai con này là 264 triệu. Bây giờ là hiện tại là đã nhận được ủng hộ là cái máy 200 triệu với lại 6.9 triệu đúng không nhỉ? À, là đi 206.900.000 đúng không? 264 trừ đi 206 57,1, còn thiếu 57 triệu. Anh thì nhận được tiền của anh thì anh Khoa Ly à? Anh Khoa đấy, anh Khoa là 6.9 triệu. Đấy, thì bây giờ là còn thiếu là 57 triệu. Thì mình cũng thông báo với cả nhà luôn là trong cái suốt cái thời gian mà kênh làm thiện nguyện ấy, trong suốt thời gian vừa qua thì cũng được sự đồng tình và giúp đỡ của rất là nhiều các mạnh thường quân. Và mình cũng thông báo luôn cho các bạn là cái số tiền 57 triệu còn thiếu thì cũng chia sẻ với các bạn là trong suốt một năm làm thiện nguyện thì cũng đã được rất là nhiều sự ủng hộ đón xem của mọi người, cho nên là cái tiền YouTube ấy giả cho kênh cũng được một số cho nhỏ, cho nên là mình cũng kênh sẽ giúp đỡ bà con 57 triệu cộng với các mạnh thường quân là mua con xe này về để phục vụ cho bà con và phục vụ cho tất cả các công trình của kênh Đái Bản các bạn nhé, cùng với team tiếng gọi cũng cao. Đây là một cái video ngắn ngắn thôi. Ngày kia là mấy là được ngày đẹp, hôm nay là ngày gọi là ngày gì đấy? Sát chủ. Hôm nay cũng tuyệt vời quá. Nếu đi đến nửa đường rồi thì bố điện vào. Nếu mà lấy thì không đem về nhà đâu. Ở sát chủ thấy à, thế là động được. Anh xem ngày trước rồi đúng không ạ? Xem live xem đây luôn hả? Đúng rồi. Mình ở bên xã mình sang. Vâng. Đấy thì nên là phải ngày kia lấy được đúng không? Ngày kia mùng 8. Ừ, ngày tốt nhất là mùng 8 âm. Mùng 8 âm lịch thì sẽ chuyển xe về. Và cái số còn tiền đi kiểu cái số tiền mà mình sẽ phải chuyển cho chủ nhà này là vẫn là 264 triệu các bạn nhé. Đấy, các bạn đã nắm bắt được rồi. Nên là có lẽ là mình cũng phải xin phép về thôi. Tại vì bây giờ là 6 giờ kém rồi. Ngày kia thì khi mà xe lên đến nơi thì vận hành như thế nào thì mình sẽ ghi hình cho tất cả các bạn cũng biết. Còn bây giờ là chốt lại ở đây là kênh Gái Bản đã được tặng một chiếc xe hơn 200 triệu để phục vụ cho bà con các bạn nhé. Bây giờ thì mình cũng xin phép đây. Xin chào tất cả các vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Khi mà xe vận hành sẽ có video clip các bạn nhé. Chào nhé. Đấy, chắc tí là tí sang với gia đình anh chơi. Chúc mừng nhá. Gái Bản rồi, cảm ơn. Chúc mừng em. Chào thầy giáo. Chúc mừng nhá. Cảm ơn anh em nhá. Đây là một cái mốc và có cái phương tiện để giúp bà con đầu tiên. Sang bên nhà mình chơi. Bố, anh em chắc là không rẽ sang bên kia được nữa. Về luôn Nghĩa Lộ không là tối. Năng à, hôm nay là anh em xin phép là anh em về thẳng Nghĩa Lộ luôn ạ. Hẹn gặp anh vào ngày kia. Kênh gì đây nhà mình? Vâng ạ. Chào nhá. Vâng, chào anh nhá. Có khi là có dịp là sang bên Yên Bái chơi. À đâu, không phải Yên Bái, mình cùng tỉnh nhưng mà. Mấy nữa anh vào Nghĩa Lộ thì anh em mình gặp nhau suốt rồi. Mình tạm ăn sông chảy thôi. Vâng. Đi. Thôi em mình cũng rút lui nhỉ. Trong thời gian chờ đợi A Tú xem ô tô thì các anh em tranh thủ đi bắt bọ xít đi. Kiếm thịt. Kiếm thịt. Đi tìm thịt. Bên Tuyên Quang này thì mọi người không có ăn cái con này. Nhưng mà đối với anh em Nghĩa Lộ thì cái này nó đặc sản rồi. Đây hôm có hai con này để tôi bóng. Đâu. Không cần tôi bóng đâu, để em nhặt cho. Đây nữa này. Úi giời. Này, xịt này. Nhặt một phát 4 con luôn. Đi nhá. Anh cha, tệ chơi. Tôi tay trần à. Ui giời. Nhìn nó bằng khè đấy em ạ. Tàu hy sinh. Sao em bắt trần này nhiều rồi. Nhiều cực luôn. Này, wow. Thôi ông đứng một góc đi. Làm gì có ở đâu ở Nghĩa Lộ bắt được nhiều bò xít như này. Nghĩa Lộ tuyệt chủng ấy.
Khả năng là sao con này bắt thôi. Tiến nào, tiến nào. YouTube đấy. Anh em làm YouTube đói quá phải đi sang tận Tuyên Quang để bắt bò xít để ăn đây này. Tìm thịt. Tìm thịt tận Tuyên Quang luôn. Ui nó bay. Ui như mưa. Quay vô vào. Quay vô. Nhiều thật đấy. Đây. Rồi bỏ qua tôi bóng luôn. Đây mấy con này. Như ong. Có khi toàn bay ở túi hương tình ra. Này, ôi này. Rơi xuống nằm im luôn. Này, Pinh này. Cái này ngày mai đi mua thêm xe thôi. Cái tay này mị vàng ra rồi. Cái tay này gần ấy nhiều. Cái này bà nó còn kinh hơn con bọ xít này nhiều. Cái này phải 20 con này. Bọ xít lên chưa gì. Không, cái này mai mình đi mua thêm ô tô thôi. Nếu mà được tiền này. Yeah. Hôm nào này, nếu mà lúc nào lên lấy xe này cho anh em đi với nhá. À đâu, mua xe luôn. Đúng rồi đấy. Hôm nào lấy xe phải làm bữa bọ xít nữa. Nhìn thì biết kép lớn quá rồi. Ôi con này chết từ lâu rồi. Chết sao mà đây chẳng làm gì kì. Mới chết thôi. Chết thì mới chết thôi. Đi đây, 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 đây. Con này chắc nó bị ai giận nữa quá. Đâu nhiều lắm đấy. Đinh này này, xe phát chốt nhá, con này là bên này nhá, phải bắt mấy con này thì các cháu mới có khoản nhãn ăn. Chưa sẵn sàng. Em đập được 3 con rồi. Đi vào đầu kia, kia. Ôi. Dạ. Ồ, anh em mày nhiều lắm. Ôi, đậu luôn gần lên luôn. Ôi, nhiều kinh khủng luôn. Đâu rồi? Đập xuống, đập xuống đất ầm ầm rồi mà. Ui giờ đập xuống nhìn không nhìn đâu. Đây này. Em đập mấy con xuống đất đây mà. Ôi giời, ông nào đạp con này chết. Chịu có nhầm xí. Đây này. Con đấy chết rồi. Đây con này. Chết. Ngửa bụng đây. Không phải chết đâu. Chào vào đây, ông nào ăn dính con chết kìa nhá. Đây này. Tuy nhiên cẩn thận nó bay ra khỏi túi đấy. Đây có 2 con này, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. Hiện tại anh em được 5 lạng rồi. Thôi tổng kết. Anh em tổng kết nha, được một đĩa to đấy. Làm quả một con rất là to luôn. Dưới đó một con đấy rồi. Đây. Đây là không phải là tham ăn mà đam mê. Con này bị dập bét rồi. Con này ai dám rồi. Không phải đâu, cái này em lo cho cái nhãn rồi. Có lẽ là video của mình cũng xin được kết thúc ở đây. Hôm nay thì anh em những người bạn và anh em thân thiết đi cùng nhau để đi chọn những cái chiếc xe tốt nhất để phục vụ cho bà con ở vùng cao. Ở đường ở trên mình thì đường xá thì đi hơi khó khăn nên là phải chọn những chiếc xe nào tốt nhất để vâng ạ, em chào anh nhé. Có lẽ là anh em mình bây giờ cũng phải rút lui về rồi. Trời, thời tiết hôm nay mưa từ sáng nay rồi, anh em đi là từ Nghĩa Lộ vào đây hơn gần 200 cây số. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuệ chào khán giả thế nào. Xin chào các bạn nhé.